Ok, các hàng của anh em đặt đã chuyển khoản thì em đã đóng gói cẩn thận đây anh em nha. Một ba chơi ba phát luôn. Còn một ba Camry, một ba Toyota, một ba Kia Forte. Rồi hộp hiệp em chuẩn bị đây để đóng gói anh em nha. Đóng gói đầy đủ cho các bác. Tiếp tục đóng gói và làm hoàn thiện cho các bác đấy nhá, các bác nhá. Em quay trước khi bàn giao thì em sẽ quay đầy đủ. Đấy, những cặp loa toàn giải phễu. Manganat, loa châu Âu nhưng mà Manganat rất là hay. Đấy. Đây. Lát nữa sẽ có clip hoàn thiện cho bác. Đây là Honda Honda City. Đây là Toyota. Đang hoàn thiện cho bác đây ạ. Rồi, ok bác nhá. Quay rất là đầy đủ để tí nữa anh em lại cùng xem các cái thành quả. Ok bác nha. Rồi tiếp tục làm xong thì lại quay Honda City của bác khách. Đây ạ. Quay cho bác khách. Quá đẹp. Honda City cắm điện. Cắm điện cho bác này. Một loa, hai loa, ba loa, bốn loa. Đây là khả năng ra loa ngoài. 1 2 3 4 đều vô tư. Nhưng hai loa hai bên đã có sẵn hai loa hai bên rồi. Bật nguồn lên. Radio. Đấy bạn nha. Quá hay. CD USB AUX. Chuyển đĩa, bỏ đĩa vào đây cho bác rồi test đĩa thôi. Thế ra đọc đĩa. Chuyển phát nữa là cắm USB. Đấy, điện thoại máy tính dùng ai là dùng Bluetooth các kiểu. Đấy. FM. Em làm nốt con này cho bác. Rồi em test tiếp cho bác nhá. Làm rất nhiều bác đặt cho em phải làm từ từ. Rồi bây giờ em xin dừng clip đây đây và tiếp theo sẽ có clip này cho bác. Ok, em nghe điện thoại đấy anh em nhá. Em sẽ quay tiếp cho anh em. Ôi, anh em thông cảm đi, điện thoại liên tục đang test dở lại điện thoại. Bây giờ em sẽ test con trên vừa hoàn thiện cho bác. Cũng đôi loa lấy điện, cũng đôi loa, cũng ra bốn loa. Nói chung là làm tỉ mỉ lắm bác ạ. Đấy, bốn loa. Rồi, rút điện cắm lên con trên, bật công tắc nguồn, cũng 1 2 3 4 loa. Bây giờ bật power, đây có chữ power đâu rồi, đích power đây, PVKR power. Bây giờ chọn sóng bạc ấn cái nút next hoặc là bạc vặn tay cũng được, vặn tay tăng tiếng nhé, có cái nút scan đi. Đầy đủ mọi tính năng cho bác đây. Test radio. Rồi test đĩa. Test đĩa cho bác. Đây cũng hai loa hai bên. Trong này CD và ấn bao đít. Hai loa trong này bác nhé. Lấy ra cho bác xem luôn.
Quá hay luôn, cái loa này rất hay. Ra đầu ngõ chỉnh bản chép ở đây, bạn lại ấn thẳng lấy nút audio control, được bắt năm ngày phép chép đầy đủ. Làm quen em mới cho mình biết cuộc đời chinh chiến quanh năm với bông biển thì gót liễu mong manh, làm sao bước sống nào khi về đến ngang anh nhà mẫu tin biết anh đang thương. Nghe quá ngọt. Vào mộng chưa tỏ lối, đến mơ đang chờ nơi, chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống giếng ngầm. Ok, tạm dừng bàn giao cho bác nhá. Hai con Toyota Honda City và Toyota. Bây giờ tiếp tục hoàn thiện cho một bà khách ở Hà Long ba con. Đời anh đây đó mùi ok, em quay tiếp cho hai bác khách hai mẫu thùng ngắn nha. Đấy nha, bàn giao luôn này, đóng gói rồi này nha. Dây jack thì em làm đầy đủ này. Jack loa, jack nguồn, jack USB, AUB cho chung em làm full rồi. Về chỉ việc đút đầu vào đây và cắm vào thôi. Đấy, màu nâu theo ý. Đấy, đóng gói rồi nha. Bác này của ở Sóc Trăng này, cũng đầy đủ mọi tính năng này. Màu đen này. Đấy. Đấy, bác cũng về chỉ đút đầu vào, bác đút, bác mở nắp đằng sau ra, bác đút từ đường sau ra đằng trước cũng được, còn không thì bác thích đút đằng trước ra đằng sau, tùy ý bác. Bởi vì cái đầu của bác thì đây, đầu của bác nó dày, cái gơ đây bác có thể đút từ trong ra cũng được, tùy cách nhìn của bác nhá. Còn mọi thứ em là gần như là em làm phủ rồi, quạt gió anten đầy đủ và tản nhiệt ở đây, có mấy cái lỗ tản nhiệt ở đây. Đấy. Rồi, nguồn điện 220V nhá. Cứ thế chơi thôi. Đấy, hai bác đây em đóng gói luôn. Ra thành 3 bác, 4 bác, 5 bác, là 7 bác nhá. Bây giờ còn 3 bộ nữa, tí nữa em làm tiếp để em quay nốt. Ok anh em, tiếp tục quay clip. Clip đóng hàng bác khách ở Sóc Trăng. Thứ nhất là chống sốc. Chống sốc nhá. Rồi, tạm chống sốc thế này. Kiếm cái hộp nào cho nó vừa vặn thế này cho nó đỡ. Xem nào. Thôi là cái hộp to to này vậy. Đây. Ok và các bác nha. Ok, bác khách 3 bộ. Đã đầu nối dây nhựa ra loa đầy đủ, jack diệt đầy đủ cho bác nhá. Đóng gói rồi, bọc ni lông hộp xốp đầy đủ cho bác. Bác yêu cầu là một con màu nâu đen và hai con thì giống nhau cho nên hai con cùng màu gỗ. Đấy, ba con của bác, loa ba con đều phun loa. Đấy. Em làm đóng gói đầy đủ rồi, giờ nốt thì quay cho bác để tất cả cái quan điểm cái cách làm của em là làm xong bàn giao cho các bác, em đều quay lại clip để lưu lại tư liệu, đồng thời cho các bác yên tâm. Đấy ạ, ba bộ của một bác đầy đủ nhá. Mạch em đã đấu sẵn đây, mạch miệng đấu sẵn rồi, về bác chỉ việc ốp vào đây nữa là mỗi bộ một mặt này, thì là bài về bác chỉ việc đút đầu vào thôi. Đấy, ok bác nha. Còn đây 4 bộ 1 2 3 4 5
5 thùng này em cũng đã đóng gói cho các bác. Thật cong lưng để trả hàng cho các bác đây. Em đóng gói luôn để đi cho các bác. Quay rất chi tiết mỗi bác mỗi thùng. Đấy. Mê Linh, Vĩnh Phúc. Bác này thì ở Hà Nội. Bác này thì ở Thạch Thất. Bác này thì ở Sóc Trăng. Rồi, đầy đủ. Cảm ơn các bác.